Này mới gấp chừng 4-5 ngày gì. Có tàn hơi nhỏ rồi. Ủa, cũng trồng lắm, bự lắm mọi người. Con cái nó mới gấp nè. Cũng được nha, mặt cũng đẹp mặt nha. Cầm cũng nặng tay lắm. Chào tất cả mọi người. Chào các cô chú anh chị và các bạn đồng nghiệp. Bữa nay mình lại tiếp tục đi săn bắt ong ruồi. Không gà quá trời mưa đâu mọi người ơi. Mình không có đi được, bữa nay nắng mình sẽ đi ra đi săn bắt lại nha. Bữa nay mình sẽ đi cái khu vực này, khu vực xa nhà. Hai bên thì nó cũng lý tưởng lắm. Nguy hiểm lắm nha, vô môi chùm rộng đồ lứt nhiều lắm. Khu vực này thì nói chung cũng gần nhà người ta nha. Mình quay vòng vòng cho người xem. Đó. Nhà người ta dưới đó nha. Còn bên đây có người đốn cây nữa nè. Thì mình đi tới chỗ này thì mình phát hiện được không? Đông sát mưa luôn mọi người. Đây mình quay cho người xem nha. Thì hồi nãy mình đi ngang cái mình thấy cái giỏ nó bay lên bay xuống. Cũng không biết bự hay nhỏ nữa. Đó. Thì mình thấy giỏi không? Nó không như đó nha. Thấy cũng trọng lắm nha. Rồi mời mọi người dắt ba cùng đồng hành trải nghiệm săn bắt ong ruồi với mình luôn. Mong bữa nay được nhiều thành quả, mình quay cho người xem. Ổ đầu tiên luôn nha mọi người, mình sẽ bắt ổ này trước. Rồi mình sẽ đi tìm những ổ ong khác nữa. Ổ này thấy chắc cũng to lắm mọi người. Bây giờ nó lên xuống nè. Ổ gà chạy mưa nó cũng dữ lắm. Thổi khói trước đi. Im mọi người, ong cũng khá to nha. Im lắm nha. Được mọi người. Ong bự lắm. Bằng cây, mình thấy cũng chấm vô hơi nè. Quá cái cây. Quá cây mọi người. Nó tròn cái tổ ong. Trời ơi cục mặt. Ông gà nó trời mưa á mọi người. Mặt nó không đẹp mặt không mà nó không mặt không nhiều mà nó cỡ này. Quá trời cái kèo nó kéo cái cả cái kèo dài thiệt hả. Ông gà mưa nhiều nó không mặt không. Dây dưới này ông này nắng nó dài bữa nữa chàng ơi, mặt dữ lắm đâu mới gáp luôn em mới gáp thôi rồi thôi. Em mới gáp chừng 4-5 ngày gì. Cái tàn hơi nhỏ rồi. Con này cũng trồng lắm, bự lắm mọi người. Con cái nó mới gáp nè. Cũng được nha, mặt cũng đẹp mặt nha. Cầm cũng nặng tay lắm. Giờ mà ông ơi nè. Ông lạnh luôn. Rồi, mình sẽ bỏ ổ này vô keo. Rồi mình sẽ đi tìm những ổ khác mình quay cho người xem. Quá bịch. Được bự hay nhỏ nè. Thấy cục đen hì dưới.
Cái mặt cũng no mọi người. Im cũng được. Được nha. Rồi vô ôm được luôn. Không được luôn mọi người. Cái tạng đó nè, tạng này đâu không được nè. Toàn là ống sắt không. Quá đã nha mọi người. Cám vô hay hơi. Ổ đẹp thiệt. Chấm vô ơi. Mà cũng chưa có đủ không. Cũng tạm ổn. Tô hồng nữa nha mọi người. Nó trong đó đó. Mới ráp nha. Cũng có mặt rồi nha. Bắt luôn. Mới ráp cũng chấm rồi. Hôm gà trời mưa nhiều quá. Không có phắn qua để nó hút cái mặt không nhiều mọi người. Cũng được nha. Mưa thì nó mặn nó hơi lỏng một chút. Ôi 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 ông trồng đá luôn. Thank you.
Ôi, không có mặt vô chứ mọi người. Con bự mà mặt không có nhiều. Con hồng nữa nha mọi người. Cái giỏ nó lên xuống vậy đó. Không biết cái bự nhỏ nữa nha. Ôi, con trọng mọi người. Đóng sát đất luôn nha. Hùng 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 hùng. Con này hùng. Nhỏ. Không dậy nắng mưa anh hùng lắm. Già luôn. Ăn cũng nhỏ nè. Đây mọi người. Thành quả của mình đi săn bắt ong về nha. Thì nói chung bữa nay mình bắt cũng được 6 tổ. Nhưng mà hổm gà trời mưa quá, ong không có mặt nhiều. Sáu tổ này chừng xì mặt rồi mọi người. Đó. Có được hai tổ quá bự mà mặt cũng không nhiều, nó bây giờ chưa đủ mặt nữa. Rồi video mình thì đến đây cũng kết thúc luôn. Mọi người thấy hay thì nhớ ủng hộ kênh. Đăng ký kênh mình để theo dõi những video tiếp theo. Chào tất cả mọi người.